Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Quý Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá một ngoại truyện của One Piece, đó chính là Phép Chiến Sanshi nhé các bạn. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập truyện này. Rồi các bạn hãy comment, subscribe và chia sẻ video với mình trước khi mình review chi tiết hơn về tập truyện này nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khui siêu và xem quà tặng bên trong sẽ có những gì nha các bạn. Đây siêu đóng khá là ổn áp nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng khám phá cái quà tặng đầu tiên mà được giới thiệu tính nhìn sau bản kim đồng, đó chính là một cái set bookmark. À này, set bookmark. Mình cứ ngỡ lúc đầu là set bookmark PVC giống như bên Conan nha, mà không nha các bạn. Đây set bookmark giấy thôi. Nhưng mà giá tiền như thế này thì không thể đòi hỏi nhiều hơn nha. Chúng ta thì được khi một cái obi này, cái hobby nha, nhìn rất là sặc sỡ ha. Giá tiền của quyển truyện này là 35.000 nha các bạn, mua chiếc khấu hỡi quanh khoảng 32.000 nha các bạn, và các bạn săn sale có thể dưới 30.000 luôn bạn. Ta được một bìa rời được gắn bóng nhà bếp chiến Sanshi, đó khá là xịn sò, màu sắc rất là sặc sỡ và nhiều món ăn trên bìa chính luôn bạn, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây rồi, bên trong ta sẽ có một cái bìa keo màu, đây hình của Luffy. Đây bên trong ta sẽ cùng khám phá, đây bên trong có trang màu nó hết chuyện được nhìn giấy BB80 và hoàn toàn trắng đen. Nội dung của anh bị chiến Sanshi, thành viên với vai trò đầu bếp trong ăn hay tặc vũ rơm, chỉ cần có kẻ muốn ăn hắn sẽ được cho ăn, đó mới là đầu bếp dù là kẻ xấu đi chăng nữa. Cuốn qua chuyện One Piece kể về người đàn ông đem lòng yêu mến nắm hợp phụ nữ, đam mê theo đuổi những nguyên liệu mới và món ăn cực phẩm bắt đầu. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng và nhớ like, subscribe sẽ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.